18, 29. Hết bài nổi luôn rồi, tội nghiệp nhỏ chưa? 30, 31. Kính thưa quý vị khán giả thân mến đang xem kênh YouTube Giọng Cà Mau. Sáng hôm nay Trọng có đi học lái xe mọi người. Trọng có đi học lái xe nè. Thì Trọng vô tình Trọng thấy có một cái lồng chim và Trọng sẽ mua. Cái này là 15 ngàn con, anh bán lại cho em đi. Trọng sẽ mua, Trọng phóng sinh hết cái số chim này quý vị. Anh đếm cho em nha, rồi anh thả ra luôn cho em. Cái này chim gì ta? Xe sẻ. À, cái này là chim xe sẻ đó quý vị. Đếm từng con giùm em nha. Dạ. 1 nè. 2. Xong con hồi đi, đi bắt ở khu khác nha, khu này cho nó sống một chút đi. Chứ 7 8 9 10 10 con. Kính thưa quý vị thì Trọng thấy chim này bán để phóng sanh á. Thấy anh đi bắt thì Trọng có thấy thấy thương nó quá. 14 15 16 17 8 9. Rồi, mấy con bay xa xa nha. 20 21 22 23. Mấy chú chim sẻ này là bay xa xa nha, đừng có bay gần gần đây nha, bị bắt nữa đó. 24 25 26 27. Hết bay nổi luôn rồi, tội nghiệp nhỏ chưa? 30 31. Những chú chim á là rất là dễ bắt mọi người, Trọng thấy cái cách bắt ấy, rất là dễ luôn. Mấy con này sao nó dại khờ thế không biết. 41 42 43. Rồi bay xa xa nghe mấy con, bay tiếp tiệt cho anh, bay vô gừng đi. 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Quý vị biết không, mấy cái con này nó dễ bắt ghê lắm. Mình thấy thì nó khó nhưng mà người ta bắt dễ lắm. Người ta có cái chiêu người ta bắt dễ lắm. Vừa mái rồi vừa băng keo gì tùm lum hết trơn, dễ bắt lắm. 61 63 65 66 67
vọng là nó sẽ bay cao và bay xa. Rồi bay xa đi con, bay xa đi, bay thiệt là xa vào. 70 con rồi. Nó còn bay được. Nó còn trốn dưới mấy con á. 72. Ôi có chim non nữa. Chắc 75 con, 76 con gì đó. 76 con đó. 75 con. 76 con. Rồi, 76 con là để coi nhiêu tiền ta. Chị lấy cái cặp cho em mấy chị. 70 con thì nó là 70 con thì nó là 1.050.000. 6 con kia là 90.000 nữa là 1.140.000. Kiểu 140.000 mọi người. Quên nữa. Nó có trong cái cặp này đâu. Đúng rồi. Đây à, đây anh 600. 1.100.000. Rồi, bữa nay kiếm thu nhập nhiêu được rồi? Cảm ơn anh nha. Rồi. À, kính thưa quý vị khán giả, thì Trọng đang đi học lái xe nhưng mà nhìn thấy có một cái anh ảnh đi bắt chim á mọi người. Bắt rất là dễ luôn, rất là tội luôn. Một cái cây rồi trên đó có dán rất là nhiều băng keo. Rồi xong cái có một cái con chim mồi, rồi có một cái máy nhỏ nhỏ đó, nó giả tiếng chim kêu, cái con chim nó bị buộc trên cái cây đó, nó nhảy á, cái đầu cái mấy con chim khác nó bị dính vô. Trọng thấy là Trọng học cách gia xe vô cái chuồng á, Trọng vừa gia xe mà ảnh vừa đặt là vừa xong là bắt được 2 con liền mọi người. Con đi đi con. Rồi thì Trọng thấy là thấy tội quá thì bắt đầu mới mua, mới hai chị em mới ghé lại đây nè để mua thả, hy vọng nó bay. Mà anh thấy mình mua đó thì anh cũng ngại ha, phải mình là anh cũng thấy vậy rồi anh có thả luôn con chim mồi rồi mọi người. Có lẽ là hôm nay thì mà chắc anh dừng lại tại đây. Anh bán được 1.000.000 cho mình, bán được cho mình 1.000.000 rồi xong rồi anh thả luôn con chim mồi đi. Như là thả con chim mồi rồi chạy về. Thì Trọng có nói là Trọng không có muốn quay cái cây đó, không muốn quay chi tiết cái cách bắt á. Thì tại vì đó cũng là cái nghề của họ. Nhưng mà chắc có thể là cái người bắt á hôm nay cũng sẽ ngưng không bắt nữa. Chắc ngày mai thì mới bắt nữa. Hy vọng là mấy bé này nó sẽ được bay, con nào có phước thì sống được lâu chứ biết sao giờ. Chim mà mình cứu thì mình cũng thả về với tự nhiên thôi. Thôi bây giờ thì Trọng xin cảm ơn quý vị khán giả đã xem cái video. Trọng tiếp tục học lái xe đây. Bye bye mọi người nha, chúc mọi người có thiệt là nhiều sức khỏe trong cuộc sống.